chị cứ lấy chục chục thì mấy chục mới phải đi hốt rác về nè. Có đồ ốc ráng vươn lên lấy mấy thằng chồng, có xe hơi kia chạy kìa đó. Mày nói chuyện mày đi con hút rác mà mày nói ai là em? Mày nhìn cái vị thế của mày với tao có khác nhau không? Gất của con đàn bà lại lấy cái thằng chồng, mày hiểu chưa? Liên tục trong hơn 4 phút, và đó chỉ là khoảng thời gian của đoạn clip, người phụ nữ này đã liên tục chửi bới, mạt sát một nữ lao công cùng gia đình chị này. Sự việc được cho là xảy ra tại địa bàn thành phố Bảo Lộc tại tỉnh Lâm Đồng. Chưa rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc về những lời chửi bới của người phụ nữ này. Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ mặc đồ bộ đứng trước nhà, tha hồ buông những lời rất khó nghe đối với một nữ lao công. Nói cái gì? Nói cho mày mở cái ốc ra mày hiểu. Mày nhìn cái vị thế của mày với tao có khác nhau không? Hả? Không biết lấy cái thằng chồng mà nó như vậy để cho mình đi làm đi, không biết mà lấy làm. Thậm chí người phụ nữ này còn lôi cả gia đình họ hàng, chồng của chị lao công ra mạt sát. Cái nồi nhà mày chắc không có ra gì mới để mày đi làm cái con cái này nè. Gất của con đàn bà lại lấy cái thằng chồng, mày hiểu chưa? Cái mặt có thua ai đâu mà mày có bị què của tay chân rồi sao lấy thằng chồng dữ vậy? Lấy mà khi mà anh học rồi thì lấy những cái thằng chồng anh phải cá lôi lên nè. Có xe hơi mà chạy. Em nói gì chị? Thôi tao đi, tao thắt cổ tao chạy đi, tao đâu sống vậy chị chưa. Dù tao có lấy chồng vậy, chồng chồng của tao cứ như mày là nó không xài rồi. Nói như mày biết có thằng chồng tao mà có cái dạng như mày là không bao giờ có cửa. Trong khi đó, trong suốt đoạn clip, người nữ lao công dường như không kịp xen vào lời nói của người phụ nữ kia. Nữ lao công này chỉ kịp dạ, thưa và phân trần được vài câu. Rồi hiểu chưa? Thế không có ngưỡng người như em thì ra không chị để đâu? Biết như vậy thì lo mà làm, mày phải lo mà làm, cúi xuống mà làm. Tự nhiên chị ra chị chửi, có ai nói gì đâu. Tao cỡ như mày là tao phải chửi. Nhưng mà nãy giờ em không nói gì chị, tự nhiên chị lao ra chị chửi. Tao phải chửi. Ai làm gì chị thì chị hãy chửi. Làm ở cái vị thế nào thì lo mà làm, trời làm thì có nhục với đời cái mặt như vậy. Chồng em làm gì chị đâu mà chị chửi không? Cái đó tao không chửi mày mà tao chửi thằng chồng mày. Qua câu chuyện trong clip, có thể nguyên nhân từ việc người phụ nữ chủ nhà yêu cầu chị lao công bưng thùng rác đi đổ, nhưng vì cái thùng rác lớn quá chị bưng không nổi nên dẫn đến cớ sự. Mày bé chồng tao đi. An nói bà xinh á, là cái thùng đó là bê lên đó nè. Mày không thấy là mấy vậy hả? Bây giờ chị bỏ cái thùng đó ra xem có ai bê nổi không? Bê cái gì? Mày rác cái thùng đầy như này này xong mày lấy được không? Thì chị mua cái thùng nhỏ như vậy nè, chị mua thùng cao quá không bê được. Bê được không? Bây giờ cái thùng rác này mày có bê không? Hay được. Mày không tí xíu mới không bê được. Thùng này em bê được nè, nhưng mà cái thùng kia nó to cao quá. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho hay đã biết được sự xuất hiện của clip này. Thông tin ban đầu, người phụ nữ trong clip ngụ đường Phạm Ngọc Thạch tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, còn chị lao công là lao động của công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc. Sự việc xảy ra như trong clip là vào chiều 18 tháng 6 tại đường Phạm Ngọc Thạch. Vì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho hay, hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã giao công an, phòng lao động thương binh và xã hội thành phố cùng Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát xác minh xử lý vụ việc.